mèo thấy tôi leo rồi. Dạ rồi đâu rồi. Lậu nó đi đâu mất tiêu rồi. Kêu khá kìa. Nãy nó không dễ như mày hả? Còn nói chiếu hai thằng được rồi, kêu gì nữa. Sao đỡ ra? Ra đây trời, nhỏ xíu có 50kg ông nội. Nội đi chợ Vĩnh Long. Về tao báo ông hai nè, tao báo ông hai nè. Kéo vào đi. Lại nữa. Leo nhé. Giờ mày leo lên đi. Leo lên cái tao dưới này tao đưa luôn. Được rồi. Lấy cái ghế bắt lên á, cho nó cao. Ủa, cũng mười mấy cái à.
đây cặp cái đậu rồi chắc có 20 quá, 20 không? Ai chở thì đánh đi, chở này mặn nữa cân là biết. Bào là bào ấy. Trộm heo. Để lấy công gì? Quay quay hàng mặt hàng đậm nữa quá. Đây là anh bắt heo. Anh bắt con heo rừng.